xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vũ Tuấn Huy, mình đến từ Hà Nội. Hiện đang học lớp 13. Rap name của mình là Sage. Cảm thấy bước vào lớp 13 này tao nhận được nhiều lời phán xét. Cả kỳ trước tao mất thời gian đi ra khỏi trường và ngồi quán nét. Mà ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chưa đầy 8 mét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết với những cái món ăn những kẻ mà đáng ghét. Nhỏ thuộc mắt và quên gấp chăn sỏ, đôi tất cho nó êm gót chân. Bỏ heo đất nhưng mới lên lớp 5 mở tủ sắt từ đôi Air Force One. Chạy đường tắt chỉ có xe chóc sơn vở, bài tập toàn là trang giấy trắng. Vì tao chỉ có tầm mấy cái con váy ngắn và tao tìa thêm cả mấy em tóc xoăn. Và tao mong một ngày tao trở thành dân cầm mic. Chưa bao giờ có nhu cầu đến lớp ngồi tính đạo hàm với cả căn bậc 2. Quên cả bút mà thay vì làm bài tập tao lại hàng ngày bật mấy cái kênh YouTube của Dre và Snoop để mà tăng được like. Giờ này chưa phải lúc để mày unsubscribe. Hello bitch, khi mày có truyền hình cáp và xem phim, khi mày về nhà mà nằm điều hòa cả buổi chiều ngồi rap và phê bin ra đường hóng mát và xe dream, thì tao lại phải ngồi trong tiết nghe giảng và chờ cô viết tên bảng về triết học Mark và Lenin. Với cái đầu toàn vần thì tao vô cảm và cái lúc cô giảng mấy cái bài nâng cao đối với tao đơn giản. Kiến thức cơ bản, những ngày ôn thi mà chán chết tao mở cửa lớp học mà đi ra trọng VR mà đi vào quán net. Tao đi đá pet hoặc là FIFA. Tao với cả một đám nhóc nhà quê cùng đi ăn phở rồi đá cốc cà phê. Tắt đi cái nhạc K-pop mà nghe thằng rapper da trắng với mái tóc vàng hoe. Cất bước nghênh ngang dáng điệu và tao đốt thuốc trên bàn. Dám hiệu từ khi tao bước vào lớp, từ khi tao bước vào lớp 13 này. Đùa thế thôi, tao yêu cô giáo tao nhất này.